chào quý khách. Công ty Lê Quốc xin trân trọng giới thiệu đến quý khách sản phẩm máy đo nhiệt độ dành cho thực phẩm model 800115 của hãng Spur Scientific USA. Sau đây chúng ta sẽ mở hộp để xem một bộ máy 800115 sẽ bao gồm những thứ gì. Đây là pin tiểu dạng 3A, hai viên pin 3A. Đây là thân máy chính 800115. Sản phẩm này chuyên dùng để đo nhiệt độ của thực phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn HACCP của Mỹ. Đây là sách hướng dẫn sử dụng model 800115. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp pin để kiểm tra các chức năng hoạt động của máy. Các bạn khi lắp pin nhớ chú ý đến cực của pin. Cái mặt dẹp tức là cực âm của pin sẽ tiếp xúc với lò xo. Đóng nắp pin và siết ốc lại cẩn thận. Để khởi động máy, chúng ta bấm vào nút scan. Đây là nút để tắt mở đèn pin ở phía trước. Để đo nhiệt độ bằng đầu đo tiếp xúc, chúng ta chỉ cần kéo cây đo ra, máy sẽ tự động khởi động. Và khi đầu đo này tiếp xúc đến nguồn nhiệt thì số nó bắt đầu thay đổi đáp ứng theo nguồn nhiệt cần đo. Khi không dùng nữa, chúng ta đóng gấp lại và máy sẽ tự động tắt. Máy cho phép người dùng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại. Bấm vào nút scan này, bấm giữ và đưa cái vòng tròn sáng này vào vật đo. Nhiệt độ sẽ thay đổi liên tục, khi thả ra số đo sẽ được giữ lại trên màn hình. Khi đo, tránh trường hợp vòng tròn ánh sáng nửa trong nửa ngoài sẽ gây ảnh hưởng đến độ chính xác của số đo. Để thay đổi đơn vị nhiệt độ từ độ C sang độ F và ngược lại, chúng ta bấm nút set này cho tới khi nào cái biểu tượng độ C nó chớp nháy. Bây giờ chúng ta bấm cái nút đèn này để thay đổi qua độ F. Sau đó bấm nút set để nhớ. Máy cho phép cài đặt giới hạn nhiệt độ trên và nhiệt độ dưới. Để cài đặt, chúng ta bấm vào nút set. Các bạn thấy có chữ H nó chớp nháy. H là viết tắt của chữ 2, là nhiệt độ cao. Để thay đổi thì chúng ta bấm nút đèn hoặc là nút scan này. Nếu muốn tăng thì bấm nút scan. Muốn giảm thì bấm nút đèn. Sau đó bấm nút set để nhớ. Bấm một lần nữa. Đây là cài đặt giới hạn dưới, viết tắt là chữ L. Làm tương tự giống như cái 2. Khi chớp nháy L thì mình sẽ tăng giảm nhiệt độ theo yêu cầu. Sau đó bấm set để nhớ. Trên đây là giới thiệu và hướng dẫn sử dụng máy đo nhiệt độ chuyên dùng cho thực phẩm model 800115 của hãng Spur Scientific USA. Công ty Lê Quốc xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.